Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đứa nào ở dưới? Đứa nào ở dưới đây? Cái đậu xanh. Làm gì vậy? 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 Xong luôn. Một kill đầu tiên hết sức đơn giản nhá. Từ từ anh em ơi, qua xem lượm săn ở đây. Ê đứng. Đứa nào đây? Qua đây. Trên này hả? Trên này hả? Trên này hả? Coi chừng cái đầu nha. Coi chừng cái đầu nha em ơi. Ui câu liệu xuống cả. Sợ thật. Cái đầu, cái đầu. Cái đầu. Cái đầu. Ui ra này. Đúng rồi. Xuống đây em ơi. Thằng bé không xuống thật anh em ơi. Thằng này nhát chết không ấy à. Lên bản đi em ơi. Chán mấy cái thể loại nhát chết này. Nhát chết này. Chơi game làm gì. Lên bảng đi. Chơi lại trận mới đi bạn ơi. Mấy cái thằng nhát chết này. Chơi game làm cái gì hả anh em ơi. Chơi game liều ăn nhiều. Đây. Ok. Quần báo đã. Hợp lý này anh em. Ê ê. Có mấy đứa thằng gáy bên kia. Có mấy đứa thằng gáy nhá anh em. Gáy vừa thôi. Gáy ít thôi các bạn ơi. Mình qua là mình dẹp loạn luôn nhá. Đi anh em. Nãy như là có hai thằng gáy đây phải không. Để đấy anh em. Chúng nó còn có cả giảm thanh các kiểu nữa cơ. Trông có vẻ ghê. Đừng nghĩ là tôi sợ các ông nha. Đứa nào ở đây? Cho lên bảng hết. Cái đậu bên này đúng không? Bên này có người đúng không? Khá là gắt nhở. Nó dựng full mông keo rồi. Thế thì đến tôi cũng chịu anh em ấy. À đây, nhảy được. Chứ tưởng ba à? Sẵn sàng tiếp đón thôi anh em. Ở dưới à? Không phải ở trên. Thế bây giờ chúng nó ở dưới đây anh em ơi. Vãi cả trưởng từ chúng nó ở trên. Cái đậu xanh này làm sao đấy. Cái đậu xanh này làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Lên bản đi. Qua đây thực kia qua đây. Qua đây luôn em ơi. Qua đây qua đây. Ê đừng. Đừng em ơi. Anh bảo qua đây cơ mà vỡ đầu. Thanh niên. Xong luôn, hai đứa đang gáy ở đây. Mình cho tắt điện rồi anh em ấy, khỏi gáy nhá. Có giỏi, gáy nó đi các bạn. Tuổi gì mà gáy nhở. Ok này. À, thêm máu hả. Tất nhiên rồi, lượm luôn. Mình đâu ngại đâu. Sau tí máu hả, quần máu đã. Sẽ quần máu cho đàng hoàng cái đã anh em ấy. Hợp lý, ok ok. Đây rồi mọi người ơi. Sửa giáp này. Good game. Tôi sẽ qua bên này không ạ. Xem đi săn mạng nữa nào. Oh oh. Chưa thấy ai nhở. Ai đây. Thêm tí máu này. Khá là ổn. Ê 4x. Rồi xong. Ngon. Có 4x thì ngon rồi công ơi. Tôi sẽ qua bên đây thử coi. Lại sửa giáp hả? Ngon. Cứ lượm nhiều cũng được anh em ơi. Sau tí máu. Bắt đầu gần full rồi. 98% ba lô rồi anh em. Lượm thêm mấy món nữa chắc là full. Thôi thì bây giờ qua cánh đồng. Tiếp tục chiến nhỉ anh em. Mình nghe thấy chân. Đây à? Tưởng gì? Cái đậu xanh tưởng gì anh em ơi. Thằng bé ngay trong. Cái đậu xanh tưởng gì? Tưởng gì? Sao? Tưởng ở đâu cơ? Hóa ra ở đây thì lên bảng là đúng rồi em nhá. Ok anh em, đồ đạc khá ổn rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Tầm này thì theo mình nghĩ là anh em chỉ lên cánh đồng thôi. Đấy. Xem cố gắng lại kiếm chục kill top 1 thôi. Trận này 5 kill rồi. Vậy là mình còn thiếu 5 kill nữa mới được 10 kill nhá. Ô vãi cả nồi. Cái gì vậy? Các bạn comment là có giảm thêm công lượng. Thế cái gì mình đang trang bị vô ra đây bạn? Ngáo vãi. Nhiều ông xem lại của tôi cảm giác ngáo nhờ. Người đâu anh em ơi? Không thấy. Đào đâu ra người đây? Ok ok. Cóp này xíu coi nào. Chưa thấy ai nữa cả anh em ơi. Ồ ồ. Trông có vẻ kiểu vắng tanh vãi trời anh em ơi.
Không kiếm đâu được ra người cả. Chán thế nhờ. Chán này chơi gì anh em. Đây này, UAV này. Đó, cứ vào đây xem. Anh em ơi, không có đứa nào ở đây. Ui, cảm giác nó chán dã man luôn công ạ. Đùa thế nào chứ lại không có người. Thế này chơi gì hả các bạn ơi? Có sửa giáp này. Ok, ngon luôn. Giáp trắng luôn anh em ơi. Quả giáp xịn nhất trong game Free Fire bây giờ. Đi các bạn. Tôi lại qua đây tôi săn mạ thôi anh em ơi. Thằng nào lao lếu cái là cho lên bảng cả luôn nhá. Mình là mình không có đùa đâu. Đứa nào lao lếu cho lên bảng cả luôn này. Vị trí đã bị lộ thì làm sao. Đâu quan trọng đâu. Quan trọng là mấy thằng này làm gì có ở đây đâu anh em ơi. Chúng nó trốn hết rồi. Đây, bo đầu tiên chưa thu xong. Diện tích của đảo trên đường nó khá là lớn. Đâm ra kiếm người khó khăn vãi chửi anh em. Nhiều khi mình cảm giác thế thật luôn đấy. Ok, thôi thì cứ chạy qua đây xem anh em ơi. Kiếm được ai thì kiếm người đấy thôi. Đang còn tận 19 đứa nữa cho anh em lựa chọn cơ mà. Em bên trên có người này. Một đứa ngay trên cả tôi sợ công quá nhở. Lên luôn anh em. Tôi mà phải ngại cỡ ông cả. À đủ. Ở dưới này. Đừng. Đừng lên xe, đừng lên xe, đừng lên xe, nổ xe đi, nổ xe đi. Nổ xe này. Lên xe này, thích lên xe không em ơi. Cái đậu xanh này thích lên xe không em. Quan trọng là chú có thích lên xe hay không này. Thích lên xe không em ơi. Thích lên xe không em, ui đừng. Gát. Hai. Thế thì hay. Mình không có nhiều đạn súng trường. Thế thì áp sát đi anh em ơi. Áp sát tiếp cận nó luôn này. Mình không có liệu anh em ơi. Không có liệu nhưng nhiều bông keo. Làm sao qua đây. Đúng rồi, qua đây này, qua đây này, qua đây mà anh này. Gắt phết nhở. Một đứa ở trên. Mình không ngờ luôn anh em ơi. Ở trên còn một thằng nữa nha. Ghê. Pha này là hơi bị gắt rồi anh em ơi. Chỗ nào vậy ta? Chưa nhìn ra được luôn này. Ê cái đậu. Thế rồi anh em ơi, thế rồi anh em ơi. Nó ngay góc trên nhá. Lại lên sửa nó thôi. Xuống đây. Qua đây. Không giống quả. Không giống quả. Qua đây. Qua đây không giống quả. Cái đậu xanh này. Ba lô cánh cả sợ quá nhỉ. Ba lô cánh cả sợ quá nhỉ. Nó gai mìn, nó gai mìn. Ba lô cánh cả sợ quá nhỉ. Sợ quá nhỉ này. Ba lô cánh này. Mấy thằng rơm rơm này. Anh nói nãy giờ rồi. Mấy cái đứa này chúng nó vẫn thích ăn mình anh em ơi. Xin lỗi nha, ăn kẹo không dễ. Mìn mìn. Mìn này. Quả đỡ bên này. Xin lỗi nha, ăn kẹo không dễ đâu nha bạn ơi. Mỗi tội xe nát rồi anh em ơi. Tầm này là chỉ có chạy bộ thôi. Chứ chẳng biết làm gì nữa. Cuốn màu đá, ngon. Đi nào mọi người ơi. Xem săn thế nào, săn được 12 thằng nữa anh em ơi. Ăn nấm này. À bên dưới hai đứa đang giao tranh với nhau anh em ơi. Qua đây móc lốp thằng ở chỗ này trước này nó gần hơn này. Móc lốp thằng này ở đây trước anh em ơi. Hai đứa cả. Solo với nhau cả. Solo với nhau cả. Solo với nhau cả. Hay lắm em ơi. Móc đứa ở gần trước cho nó dễ. Xong là qua hạ thằng ở kia luôn. Good game luôn anh em. Tính chạy đâu Hải ơi. Chạy không nổi đâu. Chạy không nổi đâu. Vỡ đầu. Không nói nhiều. Một đứa ở kia nữa. Mình qua mình xử luôn anh em ơi. Rút máu. Ơ vãi trưởng. Mất từ băng rồi kìa. Mất từ băng rồi kìa. Wow. Xong 8 kill.
Lượm thêm bóng keo cũng là một điều hết sức là cần thiết nha mọi người. Thêm xíu đạn súng chưa này. Không lại không lượm thì chết. Em còn có cả nòng súng 3 rồi cơ. Tôi sẽ lượm cái nòng súng 3 nhá. Sở giáp này chất. Tầm này thì đây mình không thấy ai nữa cả này. 7 thằng nữa nha anh em. Ồ. 7 thằng nữa anh em ơi. Ui dồi, bom keo này. Chảo này. 9 bom keo tuyệt vời. Mình thấy thì càng nhiều bom keo anh em lượm càng có tác dụng nha anh em. Như kiểu là anh em chạy này, chắn này, anh em đều cứ dùng bom keo cả hoặc là phòng thủ. Một đống đạn súng trường sẽ không nhạt bởi vì anh thích đạn tiểu liên hơn em ơi. Súng trường anh xài ít lắm em ơi. Rồi xong người đâu? Đây chuẩn bị xuất hiện vòng boss tiếp theo nha mọi người. Đồ đạn mình ngon cả rồi mình không cần thính nữa nhưng mà để qua đi. Trước mặt có người anh em ơi. Mà thôi kệ đi, mình nghĩ là vào boss trước. Tầm này vào boss trước anh em sẽ có được một cái lợi thế rất là tốt. Khi mà trận đấu này đã còn tận là 7 người cơ anh em. Kìa kìa. Đã có đứa gọi được đôn thính rồi kìa các ông ơi. Bây giờ chấp lấy cơ hội và sửa nó thôi anh em. Gọi được đôn thính tầm này à. Chuẩn bị lên bàn điểm số đi em ơi, chuẩn bị đóng hòm đi. Anh sẽ tiễn chú lên đường nhá. Mấy thằng kiểu này cho đóng hòm lên đường hết anh em ơi, không đùa đâu. Nhưng mà trước hết là lên trên cái đã. Rồi. Thính chuẩn bị rơi, thính đang rơi rồi. Lên vả nó. Mày không thoát được đâu con trai ơi. Mày không thoát được đâu con trai ơi, nó ngay trên tròi, ngay trên tròi. Ok ok. Kiểu gì mình cũng sợ được nói anh em ơi. Nhảy lại, nhảy lại. Thực ra trên này đứng cẩn thận cơ. Đấy. Sợ thằng này đơn giản mà. Sợ nó đơn giản mà anh em lên bản đi. Rơm rơm này. Rơm rơm này. Tính xơi anh mà dễ đấy hả. Lại là gấu già nhiều vậy. Nhiều khẩu gấu già quá lượm quá hết đâu anh em. Vãi cả trường thật. Có người, có người. Có người chạy à? Mày chạy banh được không? Mày chạy banh được không? Cái đậu xanh auto chảo. Hơi gắt nhở. Cái đậu xanh này. Vãi cả trưởng này. Bây giờ anh qua anh xử chú nhá. Đứa nào ở trên vậy? Mình nghe tiếng súng của đứa ở trên cơ. Nhưng mà mình sẽ hạ đứa ở trong này trước. Ở trên thì kệ đi anh em ơi. Một đứa vừa chạy qua đây cái mất dấu nó bây giờ là hơi bị khó khăn nha anh em. Phải hạ được nó cơ. Chắc chắn là phải hạ được nó thì anh em mới gọi là thủ ok đây được. Chỗ thủ ở đây rất là khó khăn nha mọi người. Mình có 11 bom keo. Hơi lo lắng xíu thôi. Ba thằng nữa hả? Chạy xuống không thấy ai thì lại vòng lên. Xe nát lắm rồi không chơi đâu. Có xe nát thế thì coi như bỏ thôi anh em. Cái điều quan trọng là xem người đâu. Đứng tạm đây sẽ là một vị trí vô cùng ổn. Hoặc là mình lên trên đi. Lên hẳn trên luôn anh em, mình có nhiều bóng keo mà. Rồi xong còn hai đứa. Hai đứa còn lại thì đã đến lúc chúng ta nên xài nòng 3 rồi anh em. Khả năng cao một đứa đang ở trên tròi anh em nhé. Anh em thấy chưa này, này này. Này đậu xanh này, này đậu xanh này, này đậu xanh này, làm sao em ơi. Hay quá nhỉ. Khá quá nhỉ anh em. Cái đậu xanh này nó thấy mình rồi. Uầy, ấy đứa tụi em cơ. Sợ nhờ. Tôi lại sợ ông cơ. Làm sao, bom keo này. Làm gì nhau, làm gì nhau, làm gì nhau, làm gì nhau. Chạy nổi không, làm gì nhau. Uầy, rình rình căn sọ nhau đấy. Căn sọ đi hộ cái này. Ôi vãi trưởng, đừng đừng, đừng. Đừng vậy em ơi. Ai lại đi móc lốp cắn trộm thế em. Một đứa thằng ngay có kia thôi anh em ơi. Cho bắn luôn này, bắn đi, bắn đi. Bắn đi dựng cái mới này. Bắn đi hộ cái. Bây giờ mình không nên tiến lên vội anh em ơi. Bởi vì là phía sau này có một đứa nhá. Nãy nó vừa cắn trộm mình cơ.
Lên trên thì rất là bất lợi luôn thề. Và sẽ có lợi là thằng ở dưới cùng có lợi nhất. Cái đậu xanh làm sao? Cái đậu xanh làm sao? Nên là mình phải dựng chéo chéo đi này anh em này. Anh em thấy chưa? Lên hẳn trên đi. Vả thằng ở trên mọi chuyện sẽ được giải quyết nhá. Cứ vả thằng ở trên đã mọi chuyện sẽ được giải quyết này. Thế kia. Chưa liệu của anh cả. Sợ quá nhỉ. Sợ quá nhỉ, sợ quá nhỉ, sợ quá nhỉ. Ê cái đậu xanh. Làm sao đấy em ơi? Ui sống nổi không? Sống nổi không em ơi? Lên bản đi. Thằng cuối. Dựng một kèo ở đây. Hợp lý. Vào body em ơi. Vào body em ơi. Vào body em ơi. Vào body em này. Vào body em này. Vào body này. Cái đậu xanh này. Vào body. Vào body này. Lên bản. Yes. 11 kill top 1. Không có gì bàn cãi cả anh em ơi. Ngon lành. Với những suy luận và tính toán thông minh thì ok, top 1 đã thuộc về mình anh em ơi. 11 kill nhá. Anh mừng nào đập chảo, anh mừng nào. Quẩy thôi anh em, quá đã luôn. Cộng 16 điểm. Yes, 11 kill top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.